mày. Mày làm cái gì mà giống cái như bò thế hả? Con giống như bò, ông còn chả nghe tiếng. Mày làm như thế này, dân người ta lại tưởng là cướp vào trong làng. Ông làm gì mà ông đi nhanh thế? Đi thì nhận chậm cứ như là rùa. Có mà ông đi nhanh như ngựa ấy. Ông đã nói với con rồi, hôm nay là về quê ông. Ông đã thao thức suốt cả đêm hôm qua rồi, bảo con dậy sớm một chút. Mày đi hầu ông như thế, mày cứ làm như là ông hầu mày ấy. À? Thế nhưng mà sáng rời ra, gà nó còn chưa gáy, lợn nó còn chưa dậy. Thế mà ông đã bắt con dậy đi hầu ông, con đã được ăn cái gì đâu. Thế ông à, ông ăn cái gì? Hả? Ông cũng như con. Tại vì ông tiếc tiền ông không ăn ấy. Đây làm gì có quán xá gì đâu mà đòi ăn. Tí nữa vào trong làng, có quán có hàng, rồi ông sẽ cho ăn. Mà dân làng cũng là tốt bụng lắm. Cứ thấy ai mà khó khăn là đều giúp đỡ hết. Thế tốt quá, thế lát nữa là được ăn rồi. Thế nhưng ông ơi, bà dặn con này, biết là ông đang háo hức đấy, nhưng mà bà dặn rất kỹ là đi đến làng ấy là ông đi một bước là con theo một bước. Ông ăn gì là con ăn đấy. Ông ngủ với ai là con ngủ với người ấy. Sao lại ông ngủ với ai con ngủ với người ấy? Thì bà dặn con thế mà. Bà dặn mày như thế mà ông đi trước mày hàng trăm bước mà có thấy mày đâu. Tại vì ông đi nhanh quá, con đuổi mãi mới kịp. Có thấy cảnh có đẹp không? Dạ. Đây là rặng ruối làng ông đấy. Con thử đếm xem được bao nhiêu cây ruối. 1, 2, 3. Dạ 9 cây ông ạ. Đúng rồi. Ngày xưa thời còn trẻ, ông vẫn thường ra đây chăn trâu cắt cỏ. Thế là con biết rồi. Thế là người ta gọi là trẻ trâu đấy ông ạ. Này, không được chỉ vào mặt ông như thế nhá. Những kỷ niệm nó lại gợi nhớ trong đầu của ông. Ở trong làng này, ông còn hai người bạn rất là thân. Thế ạ? Ba anh em vẫn thường xuyên ra đây chăn trâu cắt cỏ. Và ba anh em ông đã kết nghĩa dặn ruối. Kết nghĩa cái gì ạ? Kết nghĩa dặn ruối á? Ừ. Ông nói thế nào ấy? Con mặc dù học ít nhưng mà con cũng biết rằng là kết nghĩa phải kết nghĩa vườn đào chứ làm gì kết nghĩa dặn ruối. Vườn đào thì để đi giống người ta. Quê ông chỉ có ruối, mà cái dặn ruối là cái dặn ruối nổi bật nhất ở quê ông. Dù đi đâu về đâu vẫn luôn nhớ đến cái dặn ruối này. À thôi, ông đang háo hức quá, thôi đi vào trong làng để nhanh gặp các bạn của ông. Vâng. Đây. Ông đi, nhưng mà ông đi chậm thôi nhá. Bởi vì là bà dặn rất kỹ là ông đi một bước là con phải đi một bước. Nên thằng này, mày nói nhiều thế nhỉ? Cười câu đá ra. Cái gì ạ? Nhưng mà ông ơi, con xin ông, con lạy ông. Còn nếu mà con nói gì sai thì ông cứ mắng con, ông chửi con cũng được. Hay là ông đánh con cũng được. Nhưng mà ông cho con bộ quần áo để con có mảnh vải che thân. Giờ ông bắt con cởi ra thì ôi giời ơi ông ơi. Tôi con xin ông ạ. Dạ, con xin ông ạ. Cái thằng này lạ gì? Dạ. Mày bị ngứa mồm hay sao mày nói nhiều thế hả? À? Sao tự nhiên đi. Ông lại bắt con lột quần áo ra làm gì ạ? Không nói nhiều, đi vào trong này. Ôi, ông ơi, thôi con xin ông ơi. Đi vào trong đây. Con xin ông ạ, con xin ông ạ. Ôi giời ơi. Cái này thì còn gì là người. Ôi giời ơi. Ôi, ông ơi, hơi rộng một tí nhưng mà đẹp không ạ? Con lại cứ tưởng ông định làm gì con. Hóa ra ông lại cho con quần áo đẹp. Cho là cho thế nào? À, thế là như nào ạ? Đưa quạt mo đây. Đây ạ. Đây, cầm cái quạt này. Con mặc cái bộ này cũng được đấy. Đẹp. Dạ. Thế nhưng mà tự nhiên ông lại bắt con đổi quần áo cho ông làm gì ạ? Cái việc của con. Ông biết việc của mày rồi. À chết. Con biết việc của ông rồi. Chắc là ông sợ đến gặp bạn bè xong người ta nhìn thấy ông giàu người ta xin tiền đúng không? Ông sợ phải cho người ta tiền đúng không? Ô, hay cái thằng này lạ nhỉ. Thế bây giờ nghe ông nói này. Bây giờ con tìm cái chỗ nào có cái nhà trọ ấy, con vào đấy con ấy nghỉ trọ tạm. 3 ngày nữa ông sẽ gặp con ở đây nhá. 3 ngày nữa? Ừ. Thế nhưng mà bà dặn con là khổ quá, thế để ông còn gặp bạn ông đã nhá. Rồi xem như thế nào thì ông sẽ quay lại tìm con nhá.
À quên, con sẽ thì quay lại tìm ông. Đi nhá. Ông đi nhá. À này. Đưa quốc đấy cho ông. Đây, mời ông ạ. À, ông ơi, ông để con đi đất thế này thì hơi bị đau chân đấy ông ạ. Rì. Con chào ông nhé. Ngoài quá. Tự nhiên có quần áo đẹp, nhìn cũng ra dáng phết. Này. Mời bác uống nước ạ. Chào anh. Vâng. Anh làm ơn cho xin bắt nước ạ. Vâng, mời bác ạ. Cảnh đây đẹp quá. Vâng. À, anh làm ơn cho tôi hỏi, nhà anh Dần có ở gần đây không ạ? Bác muốn hỏi Dần nào ạ? Làng này thì có nhiều Dần lắm. Ô thế ạ? Mà đúng là một cục vôi ba số phận bác ạ. Một cục vôi ba số phận nghĩa là thế nào ạ? Tức là như này, khổ lắm. Có một ông tên là Dần Tèo. Ông biệt xứ đi lâu lắm rồi, mảnh đường tèo mất rồi. Còn một ông Dần nữa là Dần Cá Chày. Thế mắt ông đỏ như cá chày. Ông này khá, lấy được cô vợ vừa thông minh còn vừa chăm chỉ. À đấy, nhắc đến tôi mới nhớ, có một ông nữa tên là Dần Tháp. Nhưng mà cái tên nó chả đúng với cả số phận gì cả. Cái nhà của mình như cái tháp lộn ngược, gọi là cái lều vịt. Khổ lắm. Đấy, hôm nọ gió to một cái là cái lều vịt tung mất cả nóc. Thế xin hỏi anh là anh Dần Chày thì nhà chỗ nào ạ? Ông Dần Chày á? Bác cứ vào đầu làng ấy, bác nhìn nhà to nhất, đấy là nhà của ông Dần Chày ấy. Còn nhà của ông Dần Tháp mà bác muốn hỏi ấy, em chỉ luôn. Nhà bác ý ở cuối làng mà bác cứ nhìn cái lều vịt nào nhỏ nhất thì là nhà của bác ý. Ồ, đúng là một cục phấn ba số phận. Anh nói đúng đấy. À, thế tôi gửi tiền bắt nước ạ. Thôi, nhìn bác nom trông cũng nghèo thì thôi có bắt nước tôi mời. Bác cứ đi đi. Vâng, thế thì rất cảm ơn anh ạ. Vâng. Dạ vâng, vâng, chào bác ạ. Tôi đi ạ, vâng. Gật gù rình mò cái gì đấy? À, nhà đẹp quá. Nhà nào đẹp? À, tôi thấy cái căn nhà này đẹp quá, có lẽ phải đẹp nhất làng đấy. Không chỉ làng này mà kể cả làng bên cũng không có một căn nhà nào rộng và đẹp như căn nhà này. Ui, thế thì mừng quá. Mừng gì? Mừng vui gì? Tôi mừng cho bạn thôi. Bạn nào? Ai là bạn? Bạn là ai? À, bạn tôi xin lỗi cho tôi hỏi, đây có phải là nhà của Dần Chày không? Vâng. Đúng rồi, Dần Chày chính là bạn tôi. Thế bác là? À, tôi là Dần Tèo. Bác Dần Tèo? Ô, hóa ra bác là bác Dần Tèo à? Vâng. Em tưởng là Tèo mất rồi chứ. À không. Bác Dần Tèo mà Dần Chày nhà em thi thoảng có nhắc đến ấy. À, đúng rồi. Hôm nay thực sự là rất phấn khởi. Thấy bạn tôi có một cơ ngơi phải nói là khang trang như thế này, tôi rất phấn khởi. À, xin hỏi thế cô là thế nào? Chày bà. Chày bà? Chày bà. Ồ, thế là vợ của bạn tôi. Ồ, phấn khởi quá. Này, thế cho tôi hỏi là Dần Chày có nhà không ạ? Dần Chày nhà em
đi tỉnh rồi ạ. À, không sao, để tôi vào nhà tôi ngồi chờ cũng được. Ê, xin bác dừng gót. Nhà em có gia phong là khi chồng đi vắng, vợ ở nhà không được tiếp khách, mà nhất là khách nam, vì là nam nữ thụ thụ bất thân, mong bác thông cảm ạ. À, tôi sơ ý quá. Dạ. À, xin lỗi. À, nhưng mà tôi muốn hỏi là bao giờ về ạ? Nhanh thì cuối tháng, chậm thì cuối năm ạ. Đi lâu vậy cũng vất vả nhỉ. Dạ. À, thôi được rồi. Thế thì tôi xin lỗi chị nhé. Dạ. À, dịp khác tôi sẽ qua ghé thăm bạn tôi sau. Mong bác lượng thứ ạ. Dạ. Thế chào chị. Dạ. Mời bác lui gót ạ. Vâng. Định thấy người sang Bắc Quảng làm họ á. Dình mò để vào xin xỏ à. May mà mình nhanh trí đấy. Bác ngồi xuống đây. Có cái kiểu vợ con ở đâu là lạ thật. Để chồng ở nhà trông nhà, trong khi mình thì ra ngoài đường, rồi lại còn đi đánh tổ tôm. Thế là thế nào? Ô này, sao thầy nó cứ phải gắt gỏng lên ý nhỉ? Tôi còn vừa giải nguy cho thầy nó cơ. Giải nguy? Giải nguy cái gì? Thì bạn của thầy nó đấy. Dần tèo ấy. Dần tèo. Dần tèo. À, tôi nhớ rồi. À, cái tuổi chúng tôi còn bé, có ba thằng tuổi dần. À, thằng dần tèo. À, tôi mắt hay đỏ, nó gọi là thằng dần chày. Và thằng dần tháp. Đấy, ba thằng chơi với nhau. Thế có việc gì? Dần tèo đứng rình mò ngoài kia kìa. Chắc là thấy nhà mình có của ăn của để, thế nên tính đến để xin xỏ đấy. Nhìn trông thảm lắm, hố rách áo ôm lắm. Thế à? Ừ. Mình đuổi đi cũng phải. Vào đây lại chắc rồi cũng xin xỏ cái gì thôi. Đấy, mà cứ bảo là đàn bà chúng tôi là không qua ngọn cỏ đi. Đấy, may mà tôi nhanh trí đấy. Cũng định vào đây. Ừ. Nhưng mà tôi nói là gia phong của nhà mình là chồng đi vắng vợ không được tiếp người lạ. Đúng rồi. Nhất là nam giới, nam nữ thụ thụ bất thân. Đúng rồi. Xong cũng hỏi là bao giờ về. Ừ. Tôi bảo luôn, nhanh cuối tháng, chậm cuối năm. Ừ. Đấy, thế là đi rồi. Đi rồi đấy, à? Trông thảm lắm. Trên răng dưới... Dưới? Dưới cái gì? Chả có gì. Ừ. Thế là đi rồi. Đi đâu? Thì tôi nói thế là đuổi khéo đi rồi. Ai biết đi đâu. À, vào đây không được. Thế thì sang nhà thằng dần tháp rồi. Thôi, bà nha, để tôi sang đấy, tôi nghe ngóng tôi xem thế nào nhá. Này, cái gì? Đi nhanh rồi mà về nhanh đi nhá. Ừ, tất nhiên rồi, tôi sẽ không ra mặt đâu. Chứ nhanh lên đi. Thế tôi đi nhá. Mình ơi! Mình ơi! Ra! Ra! Em đây, em đây! Ôi! Mình về rồi đấy hả? À. Ôi, ôi! Cơm nước xong chưa? Xong hết rồi Bình ạ! À. Mình đói bụng chưa? Đói rồi, đói rồi! Để em xuống lấy khoai cho Bình nhá! Hả? Lại khoai à? Thế thì còn dẻo khoai ở dưới bếp, em luộc nốt! Thế hôm nay nữa là bữa này nữa là tròn một tuần ăn khoai đấy. thì tròn một tuần. Ăn khoai thì cũng không sao đâu, nhưng mà ăn khoai rồi nó cứ nóng ruột. Mà nóng ruột rồi nó cứ... Mình thì bình thường chả ăn khoai thì mình cũng... Để em bảo em lấy cho mình nhá. Khoai nóng đây, khoai nóng đây. Lấy cho
cho tôi cái củ khoai mật nhá. Ăn khoai bở nó bứ khổ lắm đấy. Bang. Dân ơi, dân tháp ơi, dân tháp ơi. Cái thằng nào mà nó gọi tên mình, nó còn gọi cả tên cố nội mình. Thằng nào ấy? Dân tháp ơi. Người nào đây, vào đi. Ôi. Dân tháp. Dân tèo. Dân tháp. Dân tèo. 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 Dân tháp. Dân tèo. Em có làm gì đâu mà đánh em? Không đánh đâu, dân tèo ấy này. Dân tèo ấy này. Dân tèo. Dân tèo đấy. À, bác có phải là bác dân mà ngày xưa hay cởi chuồng tắm xong với chồng em không? Ôi, rồi là bác còn bị cua cắt. Chính vì thế cho nên bác mới được gọi là dần tèo. Bạn, bác cái gì mà vô duyên? Chuyện đấy là chuyện hết sức bình thường. Bác có tin là ngày xưa là em cũng từng bị cua cắt. Này, bạn ơi, sao cái chuyện tế nhị thế bạn cũng lại kể thế? Xin bị ngại chết đấy, đấy, đấy. Nói thật với bạn là nhà tôi hồng phước, cho nên mới sai khiến để tôi lấy được một bà vợ mà trong nhà chứ tỏ thì ngoài ngõ đã tưởng. Ôi trời. Tôi. Bạn vào đây, bạn vào đây, bạn vào đây. Vâng, mời bác ạ, Vào đây, bạn vào đây. Ôi trời ơi, thế bạn... Ôi khỏe anh nhỉ? Rất là rắn giỏi anh nhỉ? Vẫn nghèo như xưa nhỉ? Ở đây cũng vẫn nghèo như xưa. Thế nào? Đi đâu mà đến bây giờ mới quay về làng? Mà bác, quay về làng thì lại không báo cho tôi biết một tiếng là thế nào? Thế bác đi đâu đây? Cái gì? Bác phải bảo chứ. Đang về bảo đấy còn gì nữa? Vâng. Bạn tính rồi này, đã bỏ quê hương đi làm ăn mà chưa đâu vào với đâu thì ngại không dám về. Đây hôm nay về đây thì cùng cảnh nghèo chúng ta lại ôn nghèo kể khổ. À. Chuyến này về là bác ở hẳn với vợ chồng em, bác không đi làm gì nữa. Thế mấy khi bác dần tèo về đây thế có cái gì đãi khách không? Ê, dẻo khoai. Ôi giời. Không, sẽ có gì? Mình với bác cứ ngồi nói chuyện việc đấy để em nhé. Bác dạ, em gửi bác. Hay. Bạn có cô vợ phải nói là rất sợi đời. Hơi vô duyên nhưng mà được cái tốt tính. Thôi này, bây giờ bạn là đi mới đi xa về nhá, rồi tắm rửa nghỉ ngơi đi, rồi tí nữa anh em mình nhậu nhớ ra diễn, ra diễn nhớ là phải say nhá. ra diễn này thế có thay đổi cái để đấy cho nên để đấy đâu ra. Ui trời. Phải công nhận là đi khắp nơi nhưng mà về làng mình tắm cái nước giếng của làng mình mát thật đấy. Vẫn mát mà. Tức là mấy chục năm nay giờ anh em mình mới lại có cơ hội được tắm chung với nhau đấy. Này, nếu ông thích chứ, ngày mai tôi sẽ gọi cái thằng dần chày ấy, ba anh em mình lại ra sông tắm như ngày xưa, được chưa? Tắm như ngày xưa? Tắm như ngày xưa. Nhưng mà bây giờ anh em mình nó khác rồi. Đấy, tôi chết quên. Không hỏi này, thế ông về ông đã ghé qua nhà thằng Dần Chày chưa? Tôi có ghé qua nhưng mà Dần Chày thì đang đi tỉnh rồi. Thôi hai anh em mình thôi. Nó bây giờ nó bận, nó giàu, nó bận, nó nhiều việc lắm. Có lẽ khác anh em mình. Thôi kệ. Mình ơi! Mình ơi! Cơm nước thế nào nhỉ? Đây, em ra ngay đây. Ngọt hết cả bụng rồi. Đây. Chờ tí. Đây rồi. Đây, cho luôn. Dạ, đây ạ. Vâng. Đây, ôi trời ơi. Em mời bác. Ui, quý quá. Ui, dạ. Ui, mình ơi. Mình thịt cả con gà. Dạ. Thế. Chẳng mấy khi mà mình. Nhưng mà gà... Mình cứ thoải mái đi, nhá. Việc đấy để em lo. Dạ. Ui trời ơi. Nào, thế em ngồi đây đi. Dạ, vâng. Thôi, vui cùng bọn anh. Dạ,
Cảm ơn bác cứ tự nhiên ạ. Em xuống bếp rồi còn con mèo, con chó dưới nhà nữa. Nhá, vâng. Thế xong rồi mình lên nhá. Dạ vâng ạ, thì hai anh em cứ tự nhiên nhá. Dạ vâng. Rất tốt tính. Thôi, bạn thông cảm nhá. Ở nhà có cái gì thì dùng cái ấy nhá. Thôi thì cái ấy đi. Nào, ta làm chén đi. Giá như có cái thằng dần chày vui nhỉ. Đáng lý đúng là phải có ba anh em đấy. Nhưng mà thôi, thông cảm cho nó, bây giờ nó nhiều việc quá. Đang ở tận đi tỉnh cơ, không hiểu tỉnh nào. Thôi cứ rót cho nó một chén ở đây đi. Đúng rồi. Nào, thôi hai anh em mình cứ cụng cái ly một cái đã. Dừng lại. Giận lắm. Úi giời ơi, ông dần chày. Dần chày đấy à? Tôi tưởng ông đang đi tỉnh cơ mà. Tôi đi tỉnh đâu mà đi. Ngồi đi. Ôi trời, vui quá. Hôm nay là đủ cả ba anh em rồi. Mà này, tôi vẫn giận ông. Nhà tôi ngay đầu làng, ông không rẽ vào mà lại ông đi xuống cuối làng nhà thằng Dần Tháp này. Ông đi ngược đạo rồi. Tôi là tôi đi xuôi đấy, nhưng mà khổ quá, nhưng mà chày bà ấy bảo ông đi tỉnh. Cho nên tôi vào nhà ông lúc ấy còn mỗi mình vợ ông ở nhà, nam nữ là thụ bất thân. Giờ nó mang tiếng rồi. Thôi được, ông nói thế nghe cũng được. Tôi hết giận chuyện này. Thôi, thế anh em mình cũng ly nhỉ. Anh em mình cũng ly nào. Chúc hội ngộ nha. Lâu quá rồi. Nói cho hai bạn biết, lúc trước khi về làng là đi qua cái dặm suối, bao nhiêu những ký ức nó trỗi hết là dậy trong tôi. Nhớ lại cái kỷ niệm thời anh em mình nó còn gọi là chăn trâu cắt cỏ ấy. Ba thằng coi như là đứng ở ngay giữa cái dặm suối cắt máu vườn đào. Nó không phải là cắt máu vườn đào mà là cắt áo. Mình cũng bắt chiếc ba ông kết nghĩa vườn đào. Nhưng mà anh em mình hồi đấy là làm gì có đào mà cắt. Cắt ruối thôi. Nhưng mà chính ra cũng đi nghĩa đấy. Những cây ruối ở làng mình nó hàng gần nghìn năm rồi. Chứ gì nữa. Ôi giời, nó cổ mà như thế. Mà làng khác không có dặm ruối như làng mình đâu. Tôi nhớ anh em mình còn hứa với nhau một câu. Là cho dù có thế nào đi chăng nữa, cho dù sau này ai giàu ai nghèo, gặp hoạn nạn khó khăn gì, nhưng dứt khoát không bao giờ được bỏ nhau. Đúng rồi. Mãi mãi là tình bạn kết nghĩa. Thế rồi nào. Lâu mới gặp lại. Tôi mời riêng Dần Tèo một ly nào. Thôi, để tôi mời riêng nhá. Uống đi. Vui. Sau bao nhiêu năm xa cách nhưng mà tình cảm của anh em mình nó vẫn như thế. Gọi là trước sau như một. Tôi phấn khởi lắm, vui lắm. Nhưng mà này, tôi nhìn bạn có vẻ vất vả, khổ sở nha. Thôi thế này, sau đây, tối nay, sang nhà tôi ngủ nhá. Nhà thằng dân này là không có buồng, có chỗ ngủ đâu nhá. Với lại, trông bạn khổ sở thế này, ở lại làm thuê cho tôi đi. Làm cho tôi. Anh em mình đã nói là bạn của nhau rồi. Tự nhiên bây giờ tôi sang đây làm thuê cho ông, thế là nó mất đẹp cái tình bạn. Tôi cứ chấp nhận như thế này và cứ xa quê, thỉnh thoảng tôi lại về tôi thăm hai bạn. Thế là tình cảm có phải nó quý hơn không? Nhưng mà thôi, chịu khó vất vả cũng được. Hai không phải, hai ông uống đi. Hai ông nói nhiều quá. Đây nhìn thấy ví dụ như là gương Dần Tháp để cũng vất vả. Bao nhiêu năm mà về vẫn như thế. Đúng rồi. Cũng đâu có khá được đâu. Thôi thì trong ba anh em mình bây giờ thì có duy nhất là Dần Chày là khá giả nhất.
Đấy. Từ quần áo, gấm lụa, nói chung là sang trọng. Nó khôn nhất hội. Nhưng mà thế này, thế thôi. Trông có vẻ là ra dáng thế này thôi, nhưng mà tôi nói thật cho các ông biết nhá. Tôi cũng khổ lắm. Cũng nợ khắp với chứ. Có ai xin có như thế đâu mà. Nói gì đâu mà nhưng nói mà, thế. Có như thế đấy mà. Ông còn có chỗ để nợ được, nhưng chúng tôi lấy đâu ra để mà có vay, có ai người ta cho vay mà nợ. Rồi uống đi thôi, không nghe nói chuyện đấy nữa. Uống đi. Không nói chuyện vay mượn. Này, quan trọng là tình cảm anh em mình cứ mãi mãi có nhau. Chán đâu? Đây chán đây. Cho tôi chạy rồi. Rồi à? Thôi, tối nay nó ngủ ở lại nhà ông đi. Chứ ra đường này gió máy nguy hiểm lắm nhá. Thôi được rồi, để tôi đưa nó vào. Ông cứ về đấy. Cái món này để tôi xử lý nốt. Đi vào đi ngủ nha. Cẩn thận nhé. Thông cảm. Bạn này, để tôi giải quyết chỗ này. Bảo thằng Dần nhà Tèo này là ngày mai tôi đi có việc sớm nhá. Lúc khác gặp nhau. Ok. Về cho Dần bà hết giận. Mình ôi, mình không sao, không sao. Mình vào đây, mình ngồi đây đi đã nào. Mình ngồi xuống đây. Bác, nghỉ đi để em dọn nhé. Ôi, mình à. Bác Dần Tèo, bác ấy ngủ rồi. Vâng. Cảm ơn mình lắm. Hôm nay nhờ có mình mà tôi mở mày mở mặt ra với các bạn. Thực sự là cũng lâu lắm rồi. Lâu rồi. Mấy anh em mới có dịp ngồi hàn huyên tâm sự với nhau thế này. Sớm nào. Các vợ chồng với nhau mà nói chuyện sao lại khách sáo thế chứ? Có cái gì mà ơn với Huệ? Thế mình và các con đã ăn gà chưa? Mình yên tâm, em với lại các con ăn uống xong xuôi hết rồi. Mà con gà ngon quá cơ. Đấy, em chọn nhỏ. Mãi mới được cái con ngon nhất đấy. Thế mình lấy con gà đâu? Nhà mình làm gì có con nuôi con gì đâu, có cái gì cho chúng nó ăn đâu. Ôi giời ơi, mình quan tâm cái việc đấy làm gì? Việc đấy là việc của em. Nhưng mà anh cứ thắc mắc mãi, không hiểu là mình lấy con gà ở đâu. Ôi giời ơi, em đã nói rồi, việc đấy không phải là việc của mình, cứ để em lo. Thôi, cũng say xỉn lắm rồi đấy, mình đi vào nghỉ ngơi đi nhá. Nhưng mà này, anh... Cái vòng của hồi môn mẹ tặng đâu? Em cất trong buồng. Mình đừng có mà nói dối tôi. Chưa bao giờ mình tháo cái vòng ấy ra khỏi tay mình cả. Em để trong buồng thật mà. Mình vào mình lấy ra đây cho tôi xem nào. Mình đừng có mà nói dối tôi. Mình vào lấy ra đây cho tôi. Kiểu mình đâu? Thật ra mình cứ bình tĩnh nghe em nói đã. Em nói thật, chiếc vòng đó là của hồi môn quý giá nhất của em. Nhưng mà em đã quyết định rồi,
em bán nó đi để lấy tiền mua con gà. Mình cũng biết đấy, gia cảnh nhà mình nghèo khó thế này, đến gạo chả đủ ăn, lấy đâu ra mà mua thịt với thà. Nhưng mà không sao cả mình ạ, vợ chồng mình sẽ luôn ở bên nhau, rồi sau này làm ra của nải, lúc đấy mình mua tặng em sau. Mình ạ, chiếc vòng bán đi thì vẫn có thể mua lại được, chứ còn tình cảm của các anh mà mất đi thì sẽ không bao giờ có lại được nữa. Kìa, mình thôi nào. Anh không biết nói gì, anh chỉ biết cảm ơn người yêu. Thôi, cứ như trẻ con thế này, có em ở đây với mình mà. Mình sẽ chuộc lại chiếc vòng cho hai vợ chồng bạn. Thôi, bây giờ đi vào rửa mặt mũi chân tay rồi đi nghỉ đi nhá. Em đi khua mấy cái bát rồi em vào sau nhá. Em vui quá rồi. Rồi lâu lắm rồi mới gặp bác đấy. Bạn chi ăn chi kỷ của chồng em đấy. Thế là chồng cũng thường xuyên nhắc cái gì? Dạ thường xuyên nhắc đến bác luôn. Dạ. Mà thôi, hai vợ chồng tiễn tôi đến đây là được rồi. Ấy, bác đừng khách sáo. Bác cứ để cho chúng em tiễn bác vào nơi ăn nghỉ cuối cùng cho nó trọn vẹn. Ôi được thế là đúng là thằng tiêu dùng nữa. Dạ vâng. Nhà em thế nhưng mà tốt tính. Em có gì nói đấy, có gì không phải bác bỏ qua cho em. Dạ. Vâng. Thế thầy bác lên đường thanh thản nhá. Sao đi chút thế? Khổ. Thì ý em là có nghĩa là bác ra đi cho nó mát mẻ. Ồ hay. Nói được thì nói mà không nói được thì thôi. Thế thôi. Không sao. Em chả nói nữa. Cho nhà em nói. Bạn ạ, thôi bạn bỏ quá cho nhà tôi thế thôi. Nhưng mà nó lại được cái tốt tính. Tôi hiểu mà. Thôi thế này nhá. Thôi thì là bạn đã quyết ra đi rồi thì vợ chồng tôi cũng không dám giữ nữa. Thôi thì chúc bạn lên đường chân cứng đá mềm nhá. Chân cứng đá mềm. Thôi được rồi. Nhưng mà theo tôi thế này này, nói bạn bỏ quá cho cả một cái quãng đời trai trẻ của bạn. Bạn đã bôn ba đây đó rồi, rồi cuối cùng bạn có cái gì đâu, bạn cũng giống vợ chồng tôi thôi. Đúng không ạ? Không làm ăn được gì. Thế bây giờ bạn cũng đã có tuổi rồi, bây giờ bạn lại bôn ba ra đi nữa thì liệu bạn có làm được cái gì nữa không? Bạn đã bỏ quê hương ra đi, bạn có thể bỏ quê hương được, nhưng quê hương thì không bao giờ có thể bỏ bạn. Quê hương không bao giờ bỏ mình được, quê hương là chùm khế ngọt bác ạ. Cho ta trèo hái mỗi ngày. Mà bác ơi, nhà em là nhà em nói đúng. Bây giờ bác tầm tuổi này rồi, già cả ốm yếu thế này rồi mà trên đường đi chẳng may mà xảy ra cái cơ sự gì thì là một đi không bao giờ trở lại. Thôi, làm sao mà tự nhiên lại nói bác ấy như thế? Dạ, tất cả là cũng là do em cũng lo lắng cho bác. Vợ chồng em là đấy, em biết được cái tình cảm của hai của bác với đại nhà em là tri ân tri kỷ. Thôi được rồi. Dạ. Để tôi nói nốt. Vâng. Đấy ý của nhà tôi nó thế. Là thôi thì bạn quay trở lại đây đi. Vâng. Ở với vợ chồng tôi, có rau thì ăn rau. Dạ. Có cháo thì ăn cháo. Đúng. Con gà luống rau, chúng ta đủ bậc lẫn nhau. Bạn là không phải đi đâu cả nhá. Vâng. Đấy, các cụ nhà ta có câu là lá lành là đùm lá rách. Mà bây giờ bác rách te tua thế này thì vợ chồng em đùm bác là lẽ đương nhiên. Thôi được rồi. Bác về đây mình có gì mình hút đấy bác ạ. Được rồi. Phấn khởi đúng không ạ? Bình tĩnh. Dạ. Trước hết là tôi rất hiểu tình cảm của hai vợ chồng bạn. Nhưng mà tôi vẫn phải đi. Nhưng tôi hứa là sẽ quay trở lại. Thôi. Hai vợ chồng bạn không phải băn khoăn đâu. Tôi đi nhá. Thế là bác vẫn quyết đi thật ạ? Ông ơi! Ông ơi! Cứu con ông ơi! Dạ. Người ta đòi tiền trong trọ! Lại quan ạ! Lại quan ạ! Dạ ông! Có việc gì mà quan nó đến tận đây thế ạ? Chết! Con không phải là quan đâu! Là ông con đây mới là quan ạ! Ui! Lại ông đừng đùa như thế! Ông đây là bạn của vợ chồng tôi! Dạ! Nhưng mà bạn của hai vợ chồng ông nhưng mà là chủ con ạ! Dạ! Hai vợ chồng bạn hả? Tức là thế nào? Nghe tôi giải thích! Cầm đây con! Con gửi lại ông quạt. Thú thật với hai vợ chồng bạn thế này,
sau khi mà tôi rời bỏ quê hương đến đất khách quê người để làm ăn, thực sự là cũng có của ăn của để. Ô, thế là băng đồ chúng em à? Ông quan ở trên kia ấy, giàu lắm, một trong những người giàu nhất nhì tỉnh đấy. Ôi. Nhưng mà bác ơi, bác giàu thì bác giàu, đấy là việc của bác, chứ nhà em nào có xin bác một đồng một hà nào đâu. Mà sao bác phải dài nheo là khổ thế? Buồn cười. À không, hai vợ chồng bạn đang hiểu sai rồi. Khi mà về đến quê ấy, mình nghĩ là nếu mặc bộ quần áo như thế này mà gặp các bạn, giá mà các bạn khá thì không sao, nhưng mà nếu mà các bạn gặp hoàn cảnh khó khăn, sợ các bạn lại tủi thân. Chính vì thế cho nên mình đã thay bộ quần áo của cậu ở để mặc đến gặp vợ chồng bạn. Thấy chưa? Hả? Bạn à, bao nhiêu năm mà bạn không hề thay đổi, bạn vẫn chân chất chân thành như ngày xưa. Tôi dù có nghèo có giàu, tôi vẫn là bạn của bạn. Còn tôi, dù có giàu có nghèo, tôi cũng mãi mãi sẽ là bạn của bạn. Tình bạn của chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi. Dạ thưa ông, con thì con chẳng ngại chi ạ. Ông mà sử dụng bà thì sao? Cho con hả? Mày nói cái gì? Mày dê nó vừa mày dê nó vừa nhá. Ông làm cái gì đó? Ta làm cái gì tao để tao nhắc nhở những cái loại là nó dê già đấy, dê nó vừa thôi. Đi mày. Ôi, thế mày còn đứng đực ra đấy à? Nhìn thấy người ta dê vợ mình, con chả thấy nói gì là như thế nào. Chả lẽ tôi lại cho cái cuốc vào mặt biết không? Ok, thôi, mình ơi, chúng ta là cái phần con sâu cái kiến, mình mà làm như thế là chết đấy. Không mà mình hẹn thì có, từ trước đến giờ mình nhiều chữ lắm cơ mà, sao không mang ra mà sử dụng đi? Tôi không chịu được, một loại dê già. Con run xéo lắm cũng quả. Thôi được rồi, mình để tôi. Này chẳng ngô, cái mà thằng kia nó tiếc với thằng người này. Thằng kia dạ. Mày đi đâu mà vội mà vàng như thằng ăn cướp ở trong làng mọi khi. Dạ bẩm ông. Ông nói thế thì oan cho con quá. Còn đây chân đất mắt tuét, tài cán gì đâu mà đi ăn trộm, ăn cắp hả ông? Thế mày nói cho ông một câu, dạ. Mày đang đi đâu? Dạ bẩm ông, người ta có câu là lông ấy, mọc ở trên đầu là tóc, mà tóc mọc ở chỗ hiểm hóc thì gọi là lông. Ở đây ấy, con đang đi tìm một cái không phải là lông, không phải là tóc, nó nằm ở giữa, tức là nó là hàm râu ạ. Mày nói cái gì từ nãy giờ tao không hiểu. Râu gì? Râu ngô hay là râu bí? Nói đi. Dạ hàm râu ạ. Dạ không phải râu ngô mà cũng chẳng phải là râu bí. Thế nó là râu gì? Nó giống như là râu ông. Sao mày lại cứ lấy râu tao ra để mày nói chuyện nhà tao chưa hiểu. Dạ thưa ông, thực sự là như thế này. Lúc nãy ấy, thì con mới sực nhớ ra là thằng bạn con ở bên làng bên ấy, nó bảo là bên làng bên vừa đúc được một cái pho tượng mà giống quan lắm. Nhìn nó hoành tráng lắm, nhìn nó uy nguy, nhìn nó lẫm liệt lắm, nhưng mà lại thiếu mất cái hàm râu. Thằng bạn con còn bảo là nó đã đi tìm cả cái làng bên đấy rồi, nhưng mà không ai có cái hàm râu phù hợp với cả cái pho tượng đấy. Thế là nó mới nhờ con, tức là tìm bên làng mình xem ai có cái hàm râu phù hợp như thế để cho nó mua râu. Vâng ạ, mua râu. Này dạ,
mày trả lời ông thành thật đúng một câu. Dạ. Mày thấy dâu ông thế nào? Dạ, bẩm ông, chỉ một từ thôi ông à. Từ gì? Đó là... Này, mày không nói thì người ta sẽ không nghĩ mày là câm nhá. Dạ. Ông ơi, ông đừng mắng tội nó, quan cho nó à. Dạ, nó bảo ấy, cái bộ râu của ông ấy là phải giấu đi. Không ấy, người ta ăn trộm mất. À, quý hiếm. Vì cái bộ râu này là xưa nay hiếm. Đúng. Dạ. Chứ không phải là nó bảo là cái bộ râu của ông là xấu đâu. Đúng rồi, nó mà nói thấy tâm nện, tôi nói một trận luôn. Dạ. Này, dạ, mày đã dò dò giá gì chưa? Đi thẳng vào giá rổ luôn. Vì ông là thằng mãi quen rồi. Bây giờ cong một tí không chịu được. Thằng bạn con nó bảo là nếu như mà tìm được cái hàm râu như thế thì nó sẽ mua như thế nào? 30 quan tiền. Cái gì? 30 quan á? Dạ. Tao không ngờ cái mõm ông ạ. Cái gì? Mõm à? Đúng. À mày bảo ông là mõm chó à? Mày này, dạ, không ngờ cái mồm rưới của tao nó lại có giá trị 30 quan như thế đâu. Dạ, ý ông là như nào? Ý tao là mày sang ngay bảo thằng bạn mày tới đây, ông nhường luôn bộ râu của ông cho nó với cái giá 30 quan nhưng ông có thể làm đi đấy, miễn phải thuế. Dạ, bẩm ông trêu con ạ. Dạ thưa ông là quan cách ở trong làng. Bây giờ cái bộ râu của ông ấy nó quý là hơn vàng. Bây giờ mà con lấy râu của ông thì nó bất kính lắm mà. Mày buồn cười nhỉ. Bất kính cái gì? Râu rồi nó sẽ mọc. Dạ. Cọc rồi nó sẽ dài. Đấy. Mày cứ đưa cái thằng bạn trai của mày đến đây. Tao nhượng hết bộ râu này. Dạ. Mày không tin đúng không? Nhưng mà dạ. Mày không tin đúng không? Dạ thì mày nghĩ ông thế nào mà mày không tin? Dạ vì con sợ ông đổi ý. Ngày mai ông đổi ý mất thì sao ạ? Tao có phải trẻ con đâu mà tao đổi ý. Dạ. Mày không tin ông thì bây giờ cứ viết một cái giấy. À. Xong ông sẽ cam kết vào đấy. Dạ. Là nếu như ông không bán cái hàm râu này. Dạ. Thì mày sẽ lấy của ông 100 quan, được chưa? Đi luôn nhá. Âm mỹ cả lên. Mụ thì bây giờ chỉ có cơn mưa tiền nó vào thì mới mát được. Thèm à. Đúng rồi, tôi là tôi thích tiền lắm cơ. Thế bây giờ là ông có tiền ông nôn ra đây để cho tôi mát một tí. Nào đi. Lúc nào tiền. Lát nữa sẽ có tiền mà sẽ có hẳn 30 quan cho mụ luôn. Hả? 30 quan? Ừ. Có thật không? Sao này không thật? Ở đâu mà có 30 quan? Tôi lấy vốn tự có. Vốn tự có? Ừ. Vốn tự có hả? Ừ. Tôi tưởng là vốn tự có là chỉ có... Quên. Tôi chết rồi. Vốn tự có chứ gì. Chắc là ông lén phán với mấy cái con mụ ở trên huyện đúng không? Ừ. Cho nên là nó thí cho ông một tí tiền. Ông quay về đây ông nịnh tôi đúng không? Này, tôi nam nhi đường đường chính chính. Tôi việc gì tôi phải nịnh mụ. Nhà tôi có tôi đưa cho mụ luôn. Nhá, mà này, tôi phục vụ một mình mụ nó đã mệt rồi. Bây giờ thì còn đi phục vụ cả cái đám nửa mùa đấy thì còn lấy đâu ra sức nữa. Biết được như thế thì tốt. Thế tiền đâu đưa đây? Tiền đâu đưa đây? Tiền đây. Giỏi ơi. Vốn tự có đấy. Giỏi gâm cái bộ râu ngày nào tôi chả nhìn. Kinh khiếp. Nhìn kinh khiếp. Này, tôi bán râu của tôi đấy. 30 quan đấy, không phải ít đâu nhé. Đừng bán kinh. Bán đâu? Ôi trời ơi, 30 quan. Có mấy cái cọng lông mồm. À quên, cọng dâu ấy mà 30 quan hả? Còn gì nữa. Mụ không tin à? Lát nữa nó đưa cái máy gặt dâu đến đây ấy, là mụ có 30 quan luôn. Thật không? Đây, là con bẩm ông à. Đây,
30 quan đến hả? 30 quan đã về. Về. Vào đây, vào đây, vào đây. Ngồi, các con ngồi đi. Dạ, ngồi. Bạn này. Dạ, giới thiệu với ông bà là đây là thằng bạn con của cô Hàng Dâu đấy. Có mua cái việc như thế mà mày đi lâu quá không bà xuất ruột. Dạ bẩm ông, đáng lẽ là con về lâu rồi. Chỉ tại cái này con mượn mãi mới được đâu ạ. Thì anh đứng đấy. Đâu. Tiền đâu. Dạ. 30 quan của bà tiền. Đâu à. Ông bà yên tâm, đây rồi 30 quan tiền của ông bà đây rồi. Chứ nhưng mà bây giờ thế này này, cho bà yên tâm hơn, cứ bỏ vào tay bà cầm cho nó chắc ăn nhá. Dạ bẩm bà, gọt dâu ấy thì tiền mới trao. Thế hả? Gọt cái gì? Gọt hết, gọt luôn đi. Có chỗ nào gọt hết, bao nhiêu dâu gọt hết, gọt hết cho bà nhá. Thế ạ? Vâng ạ. Thế bây giờ con sẽ gọt cái hàm dâu của ông nhá. Gọt luôn. Này, tao hỏi chúng mày. Vâng. Chúng mày định gọt dâu của ông thế nào? Dạ thì bây giờ là con gọt cả hàm lẫn dâu ấy. Gọt hàm. Mày điên à? Dạ. Mày mua cây xong mày đánh cả đất. Đúng rồi. Tại sao lại mua cây đánh cả đất là thế nào hả? Thôi bà, con thấy bà hơi ba phải đấy. Này, mày bảo ai là ba phải? Thôi, để con nói chuyện với ông nhá. Nói. Dạ thưa ông. Ông quên nhanh thế ạ? Quên gì? Thế chính miệng ông bảo với con rằng là ông sẽ bán cái hàm dâu của ông với giá 30 quan tiền. Nếu như mà ông không giữ lời hứa, ông còn bảo là tao ấy sẽ đền cho mày 100 quan tiền. Dạ, nói có sách, mách có giấy. Nếu như mà ông không giữ lời hứa thì con mang cái giấy này lên quan. Ê, từ, đưa bà tờ giấy bà xem. Dạ, bà có biết chữ không? Bà biết chữ mà, đưa đây. Biết thì để tầm này là đọc được rồi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, tôi kiếm đâu được 100 quan bây giờ. Bây giờ ông ký, ông phải tự lo 100 quan nhá. Trời ơi. Bà chặt tơ, cứ nói đây. Bây giờ bà chọn tiền hay là bà chọn tôi? Thì tất nhiên là tôi thích tiền rồi. Được rồi. Quên. Đi, bảo nó còn đi. Không, tôi thích ông. Nhưng mà tôi vẫn thích tiền. Không này, mà tốt nhất này, bà giả đi cho nó về. Tôi thì nói thật bà là tôi chót là tôi hứa như thế. Thế bây giờ đấy, nếu mà bà chọn cho tôi thì bà đưa cho nó tiền, còn bà cho tiền thì để cho nó gọt hàng tôi. Thôi. Con nói thật với ông bà ấy. Con đây là con người có đức độ lắm. Con thấy ông bà này con cũng thương lắm. Mà cũng thú thật với ông bà luôn. Đây thằng không phải nói nhiều đây. Đây này bà có tiền ở đây này. Đấy, cầm đi. Thì để con nói hết. Nói thật sự là con nghèo quen rồi. Nghèo lâu rồi. Đúng nghèo rồi. Bền vững rồi. Đây là đùng một cái tự nhiên con giàu. Con không có quen. Thưa bà cảm ơn đấy, để bà cứu hộ. Dạ, con đã nói hết đâu. Thế bây giờ như này, tiền thì con không lấy. Nhưng mà con sẽ đổi châu nhá. Con sẽ lấy 5 con châu. Trời ơi. Dạ. 5 con châu thì tôi biết khi nào tôi mới mua được 5 con châu đây. Bà ơi, con nói thật với bà là như này này, là con tính là giá đấy là giá thị trường đấy. Gọi là giá mềm là không lãi đấy, giá người thân đấy. Chứ không, nếu mà giá thị trường nhá, chính xác nó phải là 10 con châu cơ. Tôi hỏi bà, bây giờ bà chọn châu hay là chọn người? Thì tất nhiên là tôi phải chọn châu. Châu còn đi cày, ông có đi cày giúp tôi được không? Bà hết rồi. Suốt mấy chục năm qua tôi chả cày liên miên, cày từng ngày, thế mà bảo là không cày, thế là thế nào? Tôi bà thích cả châu, bà thích cả tiền. Thế thì bây giờ thế nào hả con? Thế nào thì cầm cái giấy này lên quan huyện thôi. Từ con ơi. Thôi được rồi. Thế bây giờ là thôi đưa hay là bà, tôi ra bắt châu đi. Châu hay tiền? Bảo ra bắt châu. Thôi bắt châu. Châu nhà mình nhiều. Nhưng mà từ nhá. Dạ. Trước khi bắt châu nhá. Vâng. Ôi, cho bà phải xử lý cái ông này đó. Thôi, ông bà cứ tự giải quyết đi. Con ra dắt châu nhá. 5 con nhá. 5 con đi hả? Đi. Tôi nói thật với bà là tôi chỉ bị chúng nó lừa thôi. Lừa cái gì? Tại sao lại ông ngu thế này? Á rồi. Thế bây giờ chị định sang này chị ăn vạ à?
giờ có khổ không có chị? Con đau quá. Rồi đau, tôi đã dạy chị bao nhiêu lần rồi. Mình là con đàn bà, con gái xuất giá tòng phu. Mình đi lấy chồng rồi ấy, là mình phải biết sống cho chồng, phải biết nhẫn nhịn, biết vị tha. Để tôi đây gần này tuổi đầu rồi, nhưng mà với thầy chị đấy, chị thấy không, tôi nhịn như là nhịn cơm sống ấy. Đã bao giờ tôi dám làm trái ý đâu. Ấy, phải như thế thì hạnh phúc nó mới bền lâu chứ. Đằng này ấy, chị cứ thế thì cứ bảo sao. Thì bây giờ con nhìn đấy, nhưng mà thằng chồng con nó cứ lội ra, nó đánh con lên bờ ruộng ruộng từ sáng đến đêm ấy, con làm sao biết được. Trời ơi, chị cứ nói thế, tôi đẻ ra chị tôi lạ gì nữa, không có lửa làm sao có khói. Thì đấy, bây giờ nó có khói mà nó không có lửa thì con mới cay chứ nè. Con cay hết cả khóe mắt rồi đây này ơi. Chị đừng có coi như là mồm chị là lẻ mép lắm nhá. Nhưng mà có phải tại con đâu, không phải con thì tại ai? Thì tại con mẹ ớt đâu. Ớt đâu? Con mẹ ớt có nhà không nhỉ? Dạ. Ai gọi em đấy à? Cụ Lý đây. Dạ. Con chào cụ Lý ạ. Cái con mẹ ớt gì dạo này trông nó cứ nhọn sắc nhỉ. Dạ. Ớt này. Dạ. Thế sao ớt không nộp thuế nhỉ? Thế là nhà con vẫn chưa nộp à? Con cứ tưởng là nhà con nộp rồi cơ. Thì đã nộp đâu, nộp rồi thì làm sao mà cụ phải sang đến tận đây nhỉ? Nhà con thì có thiếu gì tiền đâu mà lại chưa nộp nhỉ? Cụ biết mà, nhà con thì thiếu gì tiền. Mà nếu mà thiếu tiền thì đã có cái khác ở ngoài mà. Dạ. Đứa nào ở ngoài đấy đấy? Ai dạ? Ôi dồi, này, thằng ớt nó có nhà đấy à? Dạ vâng, chồng con có nhà ạ. Ôi dồi, thế để hôm khác cụ sang nhá. Dạ thôi, để con vào con lấy tiền con đưa cho cụ luôn. Thôi, để hôm khác cụ sang, hôm nào thằng ớt nó đi vắng, man mát rời, cụ sang cụ lấy cũng được, ớt nhá. Dạ. Cụ về nhá. Dạ. Dạ cụ đi ạ. Này. Ông mình. Cụ kỵ gì ở đây đấy? À, lúc nãy là cụ Lý sang đây để mà thu tiền thuế đấy. Thế cụ Lý, cụ ấy thu tiền bằng mồm hay là cụ thu tiền bằng mắt? Thì dạ bằng mồm. Thế bằng mồm mà tại sao mắt này lại đung đưa mới đong đẩy thế? Không, em có làm gì đâu ạ. Tại vì cụ Lý nhìn em nên em nhìn lại thôi. À, mày lại còn nhìn lại à? Thế mày nhìn ông cái bằng mắt nào? Em nhìn bằng mắt này, mắt bên trái ạ. À, mắt bên trái ạ. Này ôi thì mắt ôi bên trái. Ê, mình ơi, sao mình lại đánh em mà mình ơi, đâu mà mình. Tao ơi. Đánh mày để cho mày chừa cái tội là nhìn dai được chưa? Nhưng mà em nhìn bằng mắt trái mà. Mắt trái thì tao đánh luôn cả mắt phải. À, mày lại dám nhìn dai. Tao đấm cho mày này. Mày nó làm thế. Ôi giời ơi mình ơi. Đứng lại ngay. Không mình ơi. Tao đấm cho mày cân hai mắt luôn đây. Mày mình ơi. Được ạ. Tại ông Lý ông có nhìn con đi chứ không phải là tại con đâu. Tại ông Lý cái gì? Tại cái mắt chị nhìn ông Lý. Trời ơi, cái mắt cứ long sòng sọc lên. Cứ bảo làm sao mà chồng nó trả nện cho. Thì bây giờ ông Lý ông nhìn con thì con chỉ lườm lại. Chị đừng có chống chế nữa nhá. Trời ơi, chị thì tam phen tứ phen rồi. Mà ngày xưa tôi đã bảo rồi mà. Ai mà tôi đã cấm lấy nó rồi mà chị cứ đòi nặng nặc đòi. Trời ơi. Thì mà lúc đấy u phải nhân dứt khoát chứ. Dứt khoát cái gì? Thì lúc đấy người ta yêu rồi, làm sao mà biết được. Ngày xưa nhá, anh ấy vừa hát hay, vừa dịu dàng, lại còn tình cảm với con. Thì yêu vào thì làm sao biết được. Lúc lấy về rồi thì mới lộ bản chất ra, đánh đập con suốt ngày. Ôi, khổ quá cơ.
từ bé đã dạy chị bao nhiêu điều hay lẽ phải, chị chả thèm học. Toàn học cái ở đâu ấy. Mà làm sao mà tôi nết na đoan trang thủy mị như thế này, làm sao tôi lại đẻ ra chị mà lại khổ thế chứ lị? Thì ngày xưa con không học, u cố u phải dạy cho con chứ. Thì tôi biết dạy chị cái gì? Chị thử nghĩ xem, hay là tôi dạy chị là gì? Đi dạy đi lẳng lơ à? Dạy đánh chồng à? Hả? Ừ, mà u nhắc con mới nhớ nhá. Con để ý rồi, càng ngày con thì thầy thì con càng ngày càng không giống rồi. U thì con cũng thấy có nét giống giống đấy. Thế thì u hỏi con là giống ai? Thế là có lẽ nào? Cho chị một cái vả vào mồm bây giờ. Thì con là ví dụ như thế thôi. Nói năng. Thôi nhá, tóm lại đây là cái chuyện của nhà chị. Chị tự về mà xử với nhau nhá. Đừng có ở đây mà ăn vạ tôi. Con không biết đâu, u chả thương con gì cả. Bây giờ u thấy con đau như thế này mà u không thương con, u lại bắt con về bên đấy, nó lại đánh con tiếp thì sao? Chị ở đây làm sao được? Chị ở đây á, có mà thầy chị cạo đầu, thầy chị đốt nhà. Bây giờ u tính cho con thì con không biết đâu. Đánh như vậy tôi phải biết tính thế nào hả? À, bây giờ tôi bảo chị về đánh chồng à? Vâng, hay là con phải đánh lại nó nhỉ? Chị nghĩ thế nào chị về mà làm? Mà không được. U thấy lão chồng nhà con ấy, lão to cao như thế nhá, con nó chỉ chuẩn bị giơ cái tay lên thôi, nó túm lại, nó văng ra ngoài đường như văng một con mèo rồi, làm sao con đánh lại được? Đấy là chị dốt. Người ta đánh thì phải biết cách đánh chứ lị. Đánh như thế nào? Đánh nhá. Đánh lúc nó ngủ này, lúc nó say này, lúc nó bất tỉnh này, lúc nó không đề phòng này, thì chị mới đánh được nó chứ. Nó to khỏe như thế mà chị đánh lúc nó tỉnh á, thì chỉ nó một gạt tay này chị bắn rồi. À, con hiểu rồi. Thế là đánh lúc nào ông? Ôi trời ơi, đứng bảo nó đồ ăn hại mà. Làm sao mà đầu óc chán thế chứ chị này. Đi ra đây. Con hiểu rồi. Con hiểu rồi. Trời, chỉ được cái đấy là giỏi là hay thôi. Mà nghe u dặn đi này, đánh thì đánh nó nhẹ nhẹ thôi, đừng có mạnh tay quá rồi mà lên quan. Vâng, con biết rồi. Thôi con chào u con về nhá. Cứ chị kìa. Chả biết giống ai. Khổ ghê cơ chị. Dạ, con mời thầy ạ. Đấy. Làm trai cho đáng nên trai. Trai thì mà lửa lít, trai thì sáu lăm. Thơ mới chả phú đi. Không những thơ phú là con còn hát luôn cả thầy ạ. Thế à? Mà đặc biệt là hôm nay để mời thầy sang đây là con đã chuẩn bị. Thứ nhất, rượu ngon thượng hạng của làng mình. Đấy. Gà xé nửa con, trứng cút hai quả, lạc rang lưỡi lợn. Đấy. Để kính mời thầy. Thầy cứ phải thịnh soạn như thế làm gì? Con tôn trọng thầy thì con mới thế. Thầy sang với anh ý là cũng vì cái tình cảm. Dạ. À, dù sao thì anh cũng là rể quý của thầy. Đúng không? Dạ, dạ, nên vâng. Là không việc gì mà phải bày vẽ cho nó tốn kém. À, uống rượu với lạc là được rồi. Ra rượu đi. Dạ vâng. Nhưng mà với thầy là con phải khác. Có cái gì đâu mà phải khác. Nhưng mà phải nói thật đi. Ê, uống chén rượu này đi, rồi thầy sẽ tâm sự với con nhiều nhá. Dạ vâng ạ. À, con mời thầy. Mời anh. Rượu của con có ngon không ạ thầy? Quá ngon. Nói thật là thầy cũng bị u cấm không cho uống rượu lâu rồi, cho nên là mồm nó cứ nhạt thích. Mà này, nhân tiện có chén rượu này, thầy cũng muốn nói thật với con. Vâng. Ngày xưa ấy, là thầy không ưa con đâu. Thế tại sao thầy lại không ưa con? Mày, tao còn nhớ mãi là cái vụ đá gà chấp
cựa rồi. Thế mà tao vẫn thua. Mà còn chưa nói đến cái chuyện là... Mà thôi, cái chuyện này tế nhị tao không muốn nhắc lại nữa. Nhưng mà dần dần cái thời gian sau này... Mà mày cũng biết tao là chỉ có một đứa con gái thôi. Tao phải chọn mặt để tao gửi vàng. Nhưng mà phải công nhận là đến giờ phút này ấy, là tao cũng hoan hỉ lắm. Không chọn nhầm người. Dạ vâng, con vẫn phải là rể quý của thầy. Là cánh tay phải đắc lực của thầy trong việc dạy dỗ con gái của thầy. Đương nhiên biết để biết thơ phú. Rồi biết thu vén gia đình. Rồi biết yêu thương vợ. Đấy, cái đấy mới là cái mấu chốt. Cái đấy mới là cái quan trọng của con người. Đúng không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Nên là từ bây giờ ấy, cứ lúc nào mà muốn uống rượu nhớ thầy nhá. Vừa rồi là thầy bận quá chứ không phải là thầy có cái ý gì với con. Nên là con có mời thầy 5 lần 7 lượt. Hôm nay thì mới sang để thăm con được, cũng có nhiều chưa nhá. Dạ vâng ạ. Ấy mà anh à. Dạ. Nói anh đừng buồn. Chứ thời gian gần đây dân làng người ta đang bàn tán xôn xao đến tai tôi. Người ta cứ khẳng định với tôi là anh là có cái tài là tài thơ phú. Nhưng mà tôi không tin. Tôi bảo cái thằng con rể tôi là nó có học hành chữ nghĩa gì đâu mà nó lại biết. Thế cho nên là dân làng mới cá với tôi. Họ nói là chắc chắn anh là người biết thơ phú. Cho nên hôm nay tôi qua đây tiện đây tôi cũng hỏi luôn. Anh có tài thơ phú gì không? Dân làng nghĩa là họ sai hết. Không những là con có thơ phú mà lại thơ phú của con ấy là còn tuôn rào rào thưa thầy ạ. Thế à? Vâng. Thế thì phải làm chén rượu nữa đi. Dạ vâng. Biết nó thì thế nào? Thơ luôn ạ. Giỏi. Con mời thầy thẩm thơ. Sang tiền vĩnh nguyện quá, duy thị địa thượng sứ, cư đầu vọng vĩnh nguyện, bê đầu nhớ cố hương. À, dạ thầy thấy thơ của con có hay không ạ? Tuyệt vời. Thế là từ đây tôi mở mày mở mặt với làng xóm rồi. Dạ vâng. Con rể của tôi là nó có tài thơ phú. Dạ vâng. Nhưng mà này. Dạ. Anh vừa rồi là anh cứ nói Hán như thế. Thú thật là tôi không hiểu. Thế là nôm thì nó là như thế nào? Dạ thưa thầy. Nôm na nó là một chàng trai đi xa xứ. Chàng trai đi xa xứ. Lòng luôn nhớ về cô. À, tức là cái con trai đi xa xứ nhưng mà luôn nhớ về quê hương. Dạ vâng. Thế cho nó nhanh. Chỉ có một lòng là đem cái sức mọn tài trai để góp phần là xây dựng quê hương đất nước ạ. À, thế thì thầy mới hiểu sâu sắc. Tức là có một chàng trai nó như mày. Mày đi bỏ nhà mày ra đi. Như con. Xong rồi mà trong lúc đi đấy thì mày vẫn nhớ về nhà. Dạ đúng ạ. Xong rồi là mày vẫn nhớ nhà nhưng mà mày vẫn muốn đi. Ê, để không, mày không. Làm giàu đẹp cho quê hương. Đúng, đúng rồi ạ. Thế muốn đi nhưng mà lại đi đầu nhớ cố hương. Đi đâu thì đi nhưng mà đầu vẫn nhớ về quê hương. Hiểu rồi. Thế có phải là thầy hiểu cho nó nhanh không phải là cái cố hương với cái thứ. Thầy không hiểu. Dạ vâng ạ. À đấy, nhắc về quê hương, làng xóm, nhà cửa thì thầy mới nhớ. Thời gian gần đây ấy là thầy cũng nghe làng xóm người ta bắt xì xào bàn tán. Họ xì xào thế nào ạ? Anh là hình như có cái thói vũ phu. Có đúng không? Thì đôi khi lắm lúc ấy là vợ mình ấy, nó chưa đạt được cái ý đồ của mình ấy thì đôi khi là con cũng thấy nó hơi ngứa tay một tí. Thì không được chứ thì ngứa gì thì ngứa cũng phải bảo ban yêu thương nhau nhá, chứ không được là hạng thượng càng chân hạng càng tay là tôi không đồng ý ấy. Nhưng mà thầy ạ, cái con mụ vợ con ấy dạo này là nó hư lắm. Thế à? Nó lại nhiễm cái thói ở đâu mà cái thói
tà dâm, nó lại lén phén là ném mắt đưa tình với cả cái lão lý trưởng. Bậy bạ, anh nói hàm hồ. Nhà tôi là bốn đời này không bao giờ được đàn bà phụ nữ là có cái thói đấy nhé. Mà với ai? Với lão lý trưởng thầy ạ. Lão lý trưởng à? Anh đúng là mang tiếng là có tài thơ phú, mà anh chẳng nhìn xa trông rộng được cái gì cả. Anh ấy thì cũng chỉ là một thằng nông dân chân chất thôi. Người ta đồn với ai thì tôi còn tin, đi đồn với lão lý trưởng thì anh phải hiểu là cái lão lý trưởng đấy năm nay là bao nhiêu tuổi rồi, đã đến tuổi gần đất xa trời hay chưa, liệu nó có làm ăn gì được nữa không, có cho không thì cũng chịu thì đúng chưa. Cái vấn đề là nó nằm ở chỗ đó. Anh được thôi nhá, tôi khuyên anh làm cái gì thì cũng phải tỉnh táo, động não suy nghĩ một tí, nó có trước có sau, hợp tình hợp lý, chứ không phải là người ta nói cái gì là mình cũng tin, nói cái gì là mình cũng về là mình lôi vợ mình ra, mình hành hạ, mình nhiếc móc, mình trách móc, rồi mình có những cái hành động nó không đúng như thế. Anh nghe tôi đây này. Dạ vâng. Uống chén này đi rồi tôi nói. Rồi uống. Bây giờ như thế này nhá, từ giờ trở đi là tôi mong muốn là vợ chồng có gì không phải thì phải đóng cửa bảo nhau, chứ đừng có vạch áo cho người xem lưng. Mà nhất là mình là một người chồng, một người trụ cột trong gia đình, là mình phải yêu thương rồi phải chăm sóc vợ mình làm sao cho nên mình trong ấm ngoài êm, thế là bên nội ngoại là đều vui vẻ, chứ không có xích mích gì cả. Mà đặc biệt là tay chân của anh để làm cái gì? Là mình chỉ là làm sản xuất, rồi mình đi cấy đi cày để thu vén cho gia đình, chứ không phải là hơi một tí là thượng cẳng chân hạ cẳng tay như thế. Đấy là người ta gọi là vô học. Anh hiểu chưa? Dạ con nhớ rồi. Uống đi, ra rượu đi, rồi tôi nói với anh nốt một câu chuyện nữa. Hôm nay tôi sang đây ý, mục đích uống rượu nó cũng nhỏ thôi, nhưng mà chủ yếu là tôi với anh ý là phải có những mấy mình là đàn ông với nhau. Có cái gì không phải là tôi cũng nói với anh luôn. Ngược lại có cái gì mà tôi sai tôi không đúng cũng phải nói với tôi luôn. Anh hiểu chưa? Uống đi. Thôi. Hôm nay tôi sang đây thăm anh, cũng hiểu hết những cái vấn đề rồi mà tôi vừa nói là anh phải nhớ nhá. Thôi thầy về nhá, về không bu mày lại mong. Đấy kìa thầy. Con mời thầy là thầy say rồi. Bây giờ mà thầy về là không khéo là về đến gặp bu thì không gặp mà lại đi gặp ông bà ông vải. Thôi phui cái mồm. Thầy không say nha, cứ để cho thầy về. Con mời thầy là thầy vào trong nhà để thầy nghỉ ngơi, sau đó là để con còn dọn còn giặt một tí. Không, thầy phải về với bu, thầy không ở đây được đâu. Thầy để thầy về. Không, thầy vào trong nhà với con. Thôi được rồi, tôi nể tình anh là con rể của tôi nhá. Dạ. Cho nên vào là tôi nghỉ ngơi một chút thôi, xong là tôi vẫn phải về với bu anh. Dạ vâng nhá. Rồi con kính thầy. Rồi cho được rồi, tôi đi được. Ôi giời. Ơi mình cháy làm sao. Thầy cẩn thận. Thầy vào thì nghỉ ngơi nhá. Tôi dọn dẹp cho thầy nhá. Dạ vâng ạ. Tí thầy về với cả bu con nhá. Vâng. Con kính thầy. Thầy vào để cho con dọn dẹp. Cái ông này nhá,
có 2 ly rượu. Chứng tỏ là cô uống rượu với bạn. Đấy, mà bạn đã về rồi. Thì ông này bây giờ chỉ có say rượu thôi. Mà lời của U Dặn là gì nhở? Say rượu này, không biết gì, bất tỉnh là mình phải ra tay luôn. Ông chết với tôi nha. Ông quả này thế, chết với tôi. Này, thì đánh tôi này. Đánh tôi mất à. Chết chưa? Ôi trời ơi, quá mệt. Sảng khoái cái tinh thần này. Trời ơi, từ bây giờ nhá, chừa cái tật đánh vợ đi nhá. Đánh mình mà được à? Ôi trời ơi, ôi trời ơi, kìa mình. Mình ơi, sao mình lại ở đây? Sao mình ra đây nhanh thế? Thế mình không ở đây thì mình ở đâu? Mình, nếu mình ở đây rồi thì thế thì à, ai ở trong buồng à? Tao. Hả? Ôi trời, thầy. Thằng thầy mày đây. Sao? À, con này mày lại dám đánh bạn nhậu của tao, mày dám đánh tri kỷ của tao. Mày dám đánh cả thầy của mày. Ôi trời, không, mày đứng lại đây. Mày đứng lại đây. Mình ơi. Nô đỗ Trạng Nguyên rồi. Trạng Nô đã về làng. Ra mà xem Trạng Nô. Bà con ơi. Trạng đứng ở đâu? Bên kia này cô. Nhanh lên, không có lão lý trưởng làm lò nữa. Cướp mất Trạng bây giờ. Vâng. Bây giờ ta đã là Trạng Nguyên, để xem ai còn dám khinh thường ta nữa không. À không, ai dám khinh thường Trạng đâu. Người Trạng về nhà Lý, kẻ nào dám khinh thường Trạng? Lý tôi tát cho nó vỡ mồm. Dạ đúng rồi đấy ạ. Ai mà dám khinh thường Trạng Nô? Trạng Nô cứ bảo em dẹp một phát là chúng nó sợ xanh mắt luôn ạ. Thế mà ta cứ tưởng bao lâu nay Lý trưởng và thằng Hầu khinh thường ta lắm rồi. Ai dám khinh thường đâu. Mời Trạng về nhà Lý. Lý sẽ đón tiếp Linh Đình có sơn hào hải vị. Trạng là phải về. Trạng là phải về nhà tôi. Này, chứ cái lão này nổi tiếng là keo kiệt, chắc chỉ cho Trạng ăn cá ươn. Đưa Trạng về thôi. Này, cái thằng Lý Loàng kia, đừng có thấy người sang bác quàng làm họ nhá. Lão mày là thấy người sang. Mời Trạng về nhà Lý. Trạng về nhà Lý. Ta cũng không ngờ được rằng đến một ngày hai ông lý trưởng của hai làng bên phải kính nể ta, khâm phục ta. Thằng nào con nào dám đánh Trạng Nô? Trạng Nô, trời ơi là trời, chưa chảy chưa chật ra còn nằm ảnh ra đấy mà ngủ. Anh không biết làm gì ngoài việc ngủ hả? Mình buồn cười thật đấy. Quanh năm suốt tháng, ngày nào tôi cũng sang nhà cụ Lý để làm việc, để phục vụ gia đình cụ Lý. Thế bây giờ Tết nhất sắp đến rồi thì cũng phải cho tôi nghỉ ngơi tí chứ lịnh. Úi giời ơi, làm như là lắm việc lắm không bằng ý. Mà sao hôm qua đi làm về không thấy đưa tiền cho tôi đi đong gạo? Thì tôi làm có nửa ngày, nhưng mà sau đấy cụ Lý cụ ấy chê khăm tôi lại chê khăm lại cụ Lý. Thế là sao? Không có tiền. Trời ơi là rồi. Mình ơi là mình, tôi chưa thấy ai mà ngốc như mình luôn ấy. Được làm việc với cụ Lý thì phải biết nịnh nọt, đằng này cứ thẳng như ruột ngựa ấy, đã không khéo thì thôi còn đòi chơi lại với cụ Lý. Cụ mà ghét cho nhá, mà cụ không thuê nữa, cả nhà mình ăn cám à. Biết là thế, nhưng mà cụ đã đụng vào cái lòng tự trọng của tôi, đụng vào cái danh dự của tôi, cho nên là tôi không thèm. Không thèm. Cụ Lý nhá, cụ là người có tiền, cụ nói gì, làm gì cũng đúng. Mình đi làm nửa ngày công, không phải là tiền à?
Mình định làm không công à? Không phải nói nhiều nữa. Một khi đã đụng vào cái lòng tự trọng của thằng Nô này nhá, thằng Nô này đếch thèm nhá. Tôi không nhà sang nhà cụ Lý nữa đâu. Nhìn mặt cụ tôi ghét lắm. Tôi ngủ tiếp đi. Có dậy không? Không. Có đi không? Không. Này này, không dậy không đi nhá. Tối nay tôi cho ngủ gầm giường. Ngủ gầm giường thì còn làm ăn được cái gì nữa. Thôi được rồi, đi thì đi, ngủ cũng không ngon. Đi nhanh lên. Biết rồi. Đòi tiền ngay về cho tôi. Hết cả mình. Chợ xuân năm nay đông vui quá Hầu ạ. Vâng. Úi dồi ôi, cụ đang đi cụ lại dừng lại bất ngờ thế. Nhỡ đâu con đâm sầm vào chân cụ, cụ lại bắt đền tiền con thì chết con. Ô thế tao là chủ hay mày là chủ? Thì con là chủ cụ. À, cụ là chủ con. Này. Dạ. Ông mày phan cho mày cái nhá. Dạ. Ái dạ, úi dạ phành phạch, mát nhỉ. Dạ. Mát quá. Dạ dạ dạ. Thì nãy giờ mày toàn quạt cho mày, với tao là đầy tớ của mày. Thôi à, đưa đầy tớ quạt cho chủ nhá. Dạ dạ dạ, đâu, con đâu dám ạ. Mà cụ cứ sai luôn là mày quạt cho cụ. Cụ lại còn mày đặt hỏi ai là chủ ai là tớ nữa. Mày thì đặt quạt đi. Vâng. Quạt mày đó. Mà cụ ơi, tí nữa lên chợ huyện cụ cho con xin một hào để con uống nước chứ con khát khô hết cổ rồi. Ơ chứ mày chịu khát sao nó kém thế. Tí nữa đi qua sông vụt đầu xuống đấy mà uống đỡ tốn một hào. Cái thằng này đúng không, cụ Lý trưởng nổi tiếng keo kiệt không sai một tí nào. Hả? Mày bảo ai keo kiệt đó hả? Không, con đâu có dám ạ. Thôi đi. Dạ vâng. Này mày cứ nói lằng nhằng nhá, lát nữa mà qua bến đò tao đi đò còn mày phải bơi đấy. Ai dạ không. Hầu ơi. Dạ. Hình như thằng Nô kìa. Đúng thằng Nô rồi. Hôm qua tao bảo nó cày mấy thửa ruộng chưa trả tiền cho nó, chắc nó gặp tao nó đòi tiền đấy. Mày bảo là tao đi họp với quan trên nhé. Bảo nó tao đi họp. Dạ vâng 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 ạ vâng ạ vâng. Ê Hầu à. Ờ. Này thế đi đâu đấy? À thì tôi đi mua sách bút cho cụ Lý. Sao đấy? Cụ Lý á? Ừ. Thì gì đấy? Cụ Lý đâu? Cụ Lý đi Tết quan huyện từ sáng rồi. Mà ông hỏi cụ làm gì? Nhiều hôm qua tôi cày cho cụ Lý mấy thửa ruộng nhưng mà quên chưa lấy tiền. Thế hôm nay là muốn gặp cụ Lý để lấy tiền thôi. À cụ không có nhà đâu, đến nhà tìm cũng vô ích thôi. Ừ. Thế được rồi, thế để tôi đi tìm chỗ khác vậy. Thế để cháy ra đi. Ơi, nó đi rồi cụ ơi. Nó đi chưa? Đi rồi. Đi rồi à? Mà gớm, có mấy hào cụ không giả dứt điểm nó đi. Để nó cứ đòi như thế này xong rồi đi trốn như thế này có phải nhục không? Thằng này, mày cứ làm như tiền của tao như là vỏ hến này. Thôi đi. Dạ. Trời trong xanh nước trong xanh. Cụ ơi, có khi là trời sắp bão rồi đấy cụ ạ. Mày hâm à? Gần Tết làm gì có bão? Bão thì ai đi sắm Tết? Mày, bao đời nay có bao giờ Tết mà có bão đâu. Bởi vì con thấy là từ lúc con về nhà cụ ở đến bây giờ cụ mới bỏ giấy bỏ bút ra để mà đối thơ hay thì chả sắp có bão ở cụ. Mày chưa hiểu được tài của cụ đâu. Mày hiểu chưa? Với cái tầm như mày không phải là để cụ nói chuyện về văn chương. Hiểu chưa? Mày thích nghe thơ của cụ không? Con có. Mày có thấm được thơ không? Thì mới nghe được. Con có chứ ạ. Trời trong xanh ở dưới có mấy cái cây lơ thơ. Ôi, nghe chẳng vào tai tí nào cả. Nó cứ ngang ngang kiểu gì.
Ôi, nó ngang là vì tao chưa làm hết cho nên nó chưa thuận. Mày... Thôi, mày đi ra kia đi. Mà con cũng chẳng muốn ở đây. Cứ ở đây nhìn cụ ngoáy với như là gà bới, đau hết cả mắt. Trong đây, bố láo bố biết mình viết chữ mà nó bảo mình là ngoáy chứ. Thằng này sao lạ, cứ như ngoáy cắm lợn như mày. Ôi, cái gì đấy? Thằng Nô nó đến kìa. Thằng Nô nó đến đấy. Vâng. Sáng nay tao đã tránh mặt ở nó rồi cơ mà. Cụ buồn cười thật. Tết nhất đến nơi rồi, nó cũng phải đi đòi nợ để nó còn sắm Tết lo cho vợ, lo cho con nó chứ. Mà cụ ơi, thôi có 2 hào trả cho nó đi, chứ suốt ngày trốn chui trốn lủi nhục lắm. Tao sẽ trả chứ tao có quỷ đâu. Sang năm tao trả cũng được mà. Mày ra ngay ngoài đấy, bằng mọi cách chặn nó lại, tao trốn. Này Nô, đi đâu đấy? Này Hầu, đây là nhà ai? Nhà cụ Lý. Thì đến gặp cụ Lý chẳng nhẽ đi gặp Hầu à? Cụ Lý đâu? Hả? Này, cụ lại đi vắng rồi. Cái gì? Thế cụ đi đâu? Thì cụ đi có việc. Đi từ sớm rồi, chắc là cụ lên trên quan huyện. Mà ông cũng biết rồi đấy. Tên chắc đến nơi chắc là cụ đi lo mấy cái việc hối lộ con trên đi mà. Đi hối lộ á? Ừ. Ôi dồi ôi, có tiền đi hối lộ. Thế mà thuê thằng Nô này cày ruộng có mấy hào thôi mà vẫn không giả là như nào? Ai bảo không giả hả? Ai bảo là cụ không giả? Thì đòi mấy ngày nhưng mà đã giả đâu. Đấy là do ông chưa gặp được cụ, ông hiểu chưa? Có trách ấy là phải trách số ông, tại sao không có duyên gặp được người cần gặp. Người ta đã bảo rồi, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Văn chương của Hầu lai láng nhỉ? Chứ sao? Văn chương lai láng như cái máng lộ. Làm gì đấy? Ai ở đây có mặt quá? Này! Này! Đã bảo là cụ không có nhà rồi, cứ sộc. Nhìn đi, thấy chưa? Chữ vẫn chưa ráo mở. Phải công nhận đấy, trần đời chưa bao giờ mà thấy cái chữ của ai viết nó lại xấu như thế này. Ôi rồi hả, trời trong xanh mà lại đối với cả đất đen thui, vớ vai vớ vẩn thật sự luôn. Mày suýt gì mà suýt, tôi nói thật với ông nhá, cái chữ này này, ôi rồi nét không ra nét này, ôi rồi còn lằng ngoa lằng ngoằng này, không bằng cái đứa con nít gần nhà tôi, thật không bằng cái đứa trẻ con lên ba ấy, tôi nói thật chứ. Mày nhớ cái thằng Nô kia, mày bảo chữ tao viết thế này mà mày lại chê tao nó không bằng cái đứa trẻ con lên ba là thế nào hả? Chẳng có nhận không. Ai đây? Cụ Lý chứ còn ai. Ông cụ Lý à? Thế mà con cứ tưởng là cụ Lý đang lên kinh đi hối lộ đấy. Thế hóa ra là cụ Lý ở nhà à? Tao nói cho mày biết nhá, tao rất nhiều chữ. Thế à? Chẳng qua là tao chưa thích viết thôi. Con biết mà, cụ Lý là người có ăn có học. Cụ Lý là đi vào thì hào hoa mà đi ra thì phong nhã. Cụ Lý là nợ con 2 hào mãi chưa giả để cho con xin cụ nha. Bây giờ cụ không giả cho con về là con vợ con nó nhai sống con luôn đây này. Tao có nói là tao không giả cho mày đâu, nhưng năm nay nó khó khăn. Sang năm tao giả cho mày. Sang năm hả cụ? Sang năm cụ mới giả cho con gì? Đúng không? Đúng không? Có phải thế không? Trời cụ ơi. Hả? Cả làng cả tổng ra đây mà xem này. Cụ Lý nha, nợ thằng Nô này có 2 hào thôi. Thôi ngay, thôi ngay. Thôi cụ ơi, cụ ơi, cụ trả cho nó đi. Chứ cái thằng này nó dai như đỉa ấy. Tết nhất đến nơi rồi, nó vừa đến mấy hôm Tết thì mất đông. Mày bị mồm lại. Cụ khắc trả 2 hào. Mày, 2 hào của mày đây. Ông giả cho mày nhá.
Hết nợ nhá. Con xin cụ. Không liên quan gì đến nợ nần nhá. Hết nợ cụ nhá. Bớ làm nước ơi, chứ cụ Lý xấu như gà bớ. Bớ làm nước ơi, chứ cụ Lý xấu như gà bớ. Mình giết sư thằng con dài. Xem là mình giết tao.